lão nhân hít sâu một hơi sau đó đối với tô trần cung kính thi lễ trong mắt kính sợ nói tiền bối ta chính là kỳ lân tộc tộc trưởng đương nhiệm vân thương minh tô trần chắp tay áo bào theo cùng phong loạn vũ ánh mắt nhìn vân thương minh thân tình lạnh nhạt không có chút nào cảm xúc ta không thích nói nhảm ra tay đi nghe vậy vân thương minh đồng tử có chút co vào trong lòng giật mình trên mặt gạt ra một vệt nụ cười cái này lau nụ cười so với khóc còn khó coi hơn tiền tiền bối ngài hiểu lầm coi như cho ta một trăm cái, a à không là một vạn cái lá gan, ta cũng không dám đối với ngài động thủ hà. Tô Trần lạnh lùng nhìn về Vân Thương Minh, không nói gì. Vân Thương Minh nhất thời cảm thấy Hàn Ý quét sạch toàn thân, một cỗ mãnh liệt ngạt thở cảm giác chạm mặt tới, sắc mặt hắn biến đến một chút trắng xám, trong mắt lộ ra hoảng sợ, trên trán to bằng hạt đậu mồ hôi lạnh theo khuôn mặt trượt xuống. Sau cùng, hắn cố nén trong lòng hoảng sợ, sau đó nói: tiền bối, ta, ta cùng ngài nói thật đi nhưng thật ra là ngao vệ cùng phượng viêm gọi ta tới lời vừa nói ra xa xa lăng hư âm trầm nói ta liền biết lão già này là đến giúp bọn hắn trung niên nam tử tiên đế âm thanh lạnh lùng nói lão già này cũng là tinh thế mà đang âm thầm quan sát lâu như vậy lão ẩu nói hắn đoán chừng là nghĩ quan sát một chút tình huống sau đó đang xuất thủ đến phân một chén canh ngon đi nhưng hắn tuyệt đối nghĩ đến tiền bối thực lực cường đại như thế lăng hư khinh bỉ nói ngươi nhìn hắn bây giờ bị dọa thành hình dáng ra sao Tiêu Tĩnh khóe miệng có chút dương lên, ánh mắt lóe qua một vệt tinh quang, sau đó đối với Vân Thương Minh Hồ, "Lão gia hỏa, ngươi làm tiên đế đỉnh phong, vẫn là Kỳ Lân tộc tộc trưởng, sao như thế nhát gan, thật sự là mất mặt." Nghe vậy, Vân Thương Minh trong nháy mắt sắc mặt âm trầm như nước, chán nổi gân xanh lên, hai tay nắm chặt thành quyền, dùng ánh mắt còn lại mắt nhìn Tiêu Tĩnh, trong mắt tràn ngập căm giận ngút trời. Tiêu Tĩnh trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười, nhìn về phía Tô Trần, tiền bối, "Lão gia hỏa này lần này tới" đoán chừng là muốn giúp ngao vệ cùng phượng viêm bọn hắn nhìn tiền bối xuất thủ chém lão ra hỏa này vân thương minh sắc mặt đột biến cả giận nói ngươi chớ có nói bậy lừa dối ta cái gì thời điểm nói qua đến giúp bọn hắn tiêu tĩnh nhìn về phía hắn ngao vệ cùng phượng viêm gọi mục đích của ngươi tới chắc hẳn ngươi khẳng định biết không phải vậy ngươi căn bản không thể nào tới ngươi vân thương minh bị tức đến kém một chút phun ra một miệng lão huyết muốn phản bác nhưng cũng không biết như thế nào phản bác bởi vì tiêu tĩnh vừa mới thực sự nói thật nhưng hiện tại cái này tình huống khẳng định là không thể thừa nhận sau đó hắn tùy tiện biên cái lý do à ta còn thật không biết bọn hắn gọi ta tới làm gì lúc ấy bọn hắn nói có vở kịch để cho ta nhìn ta liền đến ai biết bọn hắn là đến công đánh các ngươi huyễn thành tiêu tĩnh cười lạnh nói biên tiếp tục biên vân thương minh sắc mặt đỏ lên thân thể bởi vì phẫn nộ mà run rẩy dường như giống như bệnh cứng cơ run đặc biệt lợi hại hắn còn muốn nói điều gì tô trần đột nhiên nói im miệng Vân Thương Minh chấn động trong lòng, vô ý thức gật gật đầu, đem muốn nói lời, cứ thế mà nén trở về, sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Tô Trần lạnh lùng khuôn mặt giống như ngàn năm hàn băng điêu khắc thành, không mang theo một tia tình cảm, chỉ có hai con mắt lóe ra lãnh quang. Tại hắn nhìn soi mói, Vân Thương Minh chỉ cảm thấy có một cỗ áp lực vô hình rời núi lớp biển đánh tới, dường như toàn bộ thiên địa đều tại đối với hắn tạo áp lực. Tô Trần chậm rãi nói, thần phục hoặc chết. Thanh âm lạnh lùng, nghe không ra bất kỳ cảm tình thanh âm của hắn không lớn lại giống như tại vân thương minh linh hồn nổ vang nhưng nó thân thể không tự chủ được run nhè nhẹ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhưng hắn thần phục tô trần lại nhường hắn một vị tiên đế đỉnh phong cường giả càng là kỳ lân thần thú thần phục không thể nào hắn tuyệt đối không có khả năng thần phục nhưng hắn lại đột nhiên nghĩ đến tô trần cái kia không hợp thói thường thực lực vốn là muốn giận tím mặt hắn nhất thời bị một chậu nước lạnh dập tắt thay vào đó là lạnh lẽo cùng sợ hãi thật sâu. Tô Trần sử dụng thủ đoạn nghịch thiên chấn sát phượng viêm, càng là trực tiếp thuấn sát sáu vị tiên đế cường giả, nó sau cùng, ngao vệ cũng bị miểu sát. Dạo này thực lực khủng bố, như hắn không thần phục, hạ trang chỉ có một cái, đó chính là chết. Mà hắn cũng biết rõ mình nếu là cự tuyệt thần phục hậu quả. Vân thương minh song quyền nắm chặt, phía trên gân xanh có thể thấy rõ ràng, sắc mặt cực kỳ âm trầm, âm trầm đồng thời, lại dẫn vô tận hoảng sợ làm sao bây giờ trong lòng của hắn không ngừng hỏi vấn đề này bởi vì hắn là thật không nghĩ thần phục à làm thần thú cũng là có tôn nghiêm của mình sao có thể có thể cam nguyện thần phục người khác nhưng hắn vừa nghĩ tới tô trần thực lực liền lập tức cảm thấy thật sâu tuyệt vọng hiện tại cái này bộ dáng giống như không cho phép hắn cự tuyệt hắn hối hận hối hận nghe phượng viêm cùng ngao vệ lời nói tới nơi này mẹ nhà hắn hai cái này cái hỗn chướng đồ chơi trêu chọc khủng bố như vậy một vị đại lão, sau đó để cho ta tới, là mục đích gì? Vân Thương Minh trong lòng trực tiếp đem Phượng Viêm cùng Ngao Vệ Tổ Tông 18 đời đều mắng một lần, mắng gọi là một cái khó nghe. Nếu là Phượng Viêm cùng Ngao Vệ còn sống, khẳng định kêu oan, bởi vì bọn hắn cũng không biết Tô Trần khủng bố như vậy à. Ai dám nghĩ, bọn hắn làm tiên đế đỉnh phong, bị miểu sát. Nghĩ cũng không dám nghĩ à. Nếu sớm biết Tô Trần sợ hãi như vậy, bọn hắn nói cái gì cũng không dám đến huyễn thành tìm phiền toái à cho nên phượng viêm cùng ngao vệ còn thật rất oan gặp vân thương minh do do dự dự tô trần ánh mắt trong nháy mắt băng lạnh đến cực hạn giống như cực địa ngàn năm không thay đổi hàn băng đáng sợ hàn ý uyển giống như thủy triều trong nháy mắt nhào về phía vân thương minh vân thương minh trong lòng kinh hãi lập tức liền lấy lại tinh thần cùng lúc đó chỉ thấy tô trần chậm rãi nâng tay phải lên động tác chậm chạp lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể không nhìn cảm giác áp bách theo động tác của hắn phương viên nghìn vạn dạm thời không dường như bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ vặn vẹo không trung khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông khẩn trương không khí xa xa bốn vị long tộc tiên đế thân thể run rẩy không chỉ nhìn qua tô trần trong mắt lấp đầy hoảng sợ mạnh thật vô cùng mạnh mạnh đến cho dù bọn hắn là tiên đế cũng vẫn như cũ cảm thấy mình là sâu kiến mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là tô trần tùy ý toát ra khí tức đơn giản khủng bố tới cực điểm Bốn vị Long tộc tiên đế trong lòng may mắn, may mắn chính mình vừa mới thông minh, trực tiếp lựa chọn đầu hàng mà không phải chạy trốn, càng không phải là liều chết một trận chiến. Đối mặt nhân vật khủng bố như vậy, chỉ có đầu hàng mới có thể còn sống. Lăng Hư nhịn không được hít sâu một hơi, trong lòng hoảng sợ, hơi thở thật là khủng bố. Trung niên nam tử tiên đế nhịn không được nói ra, đây rốt cuộc phải là cảnh giới gì mới có thể cầm giữ có như thế khí tức kinh khủng, thật quá kinh khủng. Thanh Loan nói: cũng không biết tiền bối thiếu lão bà sao. Nghe vậy, Tiêu Tĩnh mấy người đột nhiên nhìn về phía Thanh Loan, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Không phải? Tiêu Tĩnh nhịn không được mở miệng nói, "Thanh Loan ngươi?" Thanh Loan nhìn lấy bọn hắn, mỉm cười, "Ta đùa giỡn, các ngươi còn thật tin." Tiêu Tĩnh mấy người vẫn chưa tin tưởng, vẫn như cũ mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn lấy Thanh Loan. Chủ yếu là bọn hắn cùng Thanh Loan ở chung lâu như vậy, chưa bao giờ thấy qua Thanh Loan nói đùa, cho nên bọn hắn không tin, cũng là bình thường nhìn lấy phản ứng của mọi người thanh loan cười khổ một tiếng biết mình trò đùa lớn rồi nhưng nàng vẫn là thử mở miệng giải thích ta thật sự là đùa giỡn không lừa các ngươi gặp thanh loan bộ dáng nghiêm túc tiêu tĩnh mấy người lúc này mới bỏ đi nội tâm hoài nghi thanh loan nội tâm nhẹ nhàng thở ra còn tốt tiêu tĩnh bọn hắn tin tưởng không phải vậy mặt của nàng xem như mất hết đồng thời nàng quyết định về sau cũng không tiếp tục tùy tiện nói dỡn không đúng là cũng không tiếp tục nói dỡn Vân Thương Minh giờ phút này sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt, không có chút huyết sắc nào, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Thân thể càng là ngăn không được run rẩy, liên liên hô hấp cũng không khỏi đến đình chỉ. Không còn dám do dự, hắn vội vàng nói, "Tiền, tiền bối, tha mạng, ta thần phục, ta thần phục à." Thanh âm bên trong mang theo run rẩy. Tô Trần sắc mặt bình tĩnh, nguyên bản muốn nâng lên tay phải, đột nhiên ngừng giữa không trung, một hơi sau đó, tay phải của hắn chậm rãi rơi xuống, chắp sau lưng. Trong nháy mắt, Vân Thương Minh chỉ cảm thấy cái kia cỗ làm người tuyệt vọng mà hít thở không thông cảm giác áp bách bỗng nhiên biến mất, hắn hai chân mềm nhũn, kém chút có quắp ngã xuống đất. Hắn từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi trên trán càng không ngừng nhỏ xuống, trong mắt hoảng sợ vẫn không có biến mất, chỉ bất quá trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt hắn đầu hàng kịp thời, không phải vậy liền xong con bê. Chậm chỉ chốc lát, Vân Thương Minh lúc này mới đứng thẳng người, nhìn lấy Tô Trần, trong lòng sinh ra một chút bất đắc dĩ cùng phức tạp hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn thần phục chủ yếu là hắn không thần phục không được à không thần phục sẽ chết kỳ thật hắn cũng không phải là không có nghĩ tới cho dù là chết cũng không muốn thần phục dù sao hắn thân là kỳ lân tộc tộc trưởng càng là một vị đứng tại tiên giới đỉnh cường giả có sự kiêu ngạo của chính mình cùng tôn nghiêm nhưng làm hắn chân chính cảm nhận được cái kia cảm giác tử vong lúc hết thảy đều biến đến không đồng dạng cái kia khí tức kinh khủng như sôi trào mãnh liệt hắc ám thủy triều Phô Thiên cái địa hướng hắn vọt tới, trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ. Cả người dường như đưa thân vào vô tận hắc ám vực sâu, bốn phía là làm người tuyệt vọng tĩnh mịch. Tại một khắc này, hắn cảm nhận được rõ ràng sinh mệnh yếu ớt, tử vong như cùng một thanh kiếm sắc gác ở trên cổ của hắn, chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, cảnh giới của hắn, cùng địa vị, còn có hết thảy tất cả, đều muốn hóa thành hư không. Mà trong khoảnh khắc đó, trong đầu của hắn không tự chủ được hiện ra kỳ lân tộc các tộc nhân, những cái kia khuôn mặt quen thuộc những cái kia ánh mắt mong đợi. Hắn biết nếu như hắn liền chết như vậy, Kỳ Lân tộc làm mất đi người đáng tin cậy, lâm vào vô tận hỗn loạn cùng tai nạn bên trong. Cho nên, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ làm ra quyết định, lựa chọn thần phục, cũng không biết thần phục về sau, vận mệnh của hắn lại sẽ là như thế nào. Là làm người khác tọa kỵ, cũng hoặc là nô lệ. Mà cái này đều là không biết. Tô Trần lúc này đột nhiên nói, "Ta thay đổi chú ý, ngươi đi đi." Nghe vậy, nguyên bản còn tại âm thầm thở dài vân thương minh sững sờ không chỉ là hắn trong sân tất cả mọi người giờ phút này đều ngây ngẩn cả người bọn hắn nhìn lấy tô trần trong lòng không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc tô trần làm sao đột nhiên lựa chọn buông tha vân thương minh rồi bọn hắn lâm vào suy nghĩ có thể cho dù bọn hắn suy nghĩ nát óc đều không thể nghĩ rõ ràng lăng hư mở miệng nói các ngươi nói tiền bối đang suy nghĩ gì đấy trung niên nam tử nhìn hắn một cái có thể hay không đừng kể một ít nói nhảm tiền bối suy nghĩ gì chúng ta làm sao biết lang hư khóe miệng giật nghiêng đầu sang chỗ khác không nghĩ phản ứng trung niên nam tử thanh loan mở miệng nói ta xem tiền bối không phải loại kia mềm lòng người chỗ lấy tiền bối lựa chọn buông tha vân thương minh hẳn là có cái mục đích gì cũng không biết là cái mục đích gì mọi người lâm vào trầm tư không nói gì diệp linh khê cùng yến khinh vũ kinh ngạc mà liếc nhìn tô trần hiển nhiên các nàng cũng không có nghĩ rõ ràng tô trần tại sao lại lựa chọn buông tha vân thương minh mà giờ khắc này vân thương minh càng là cảm thấy không thể tin mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hỉ tiền bối thật chứ tô trần lạnh nhạt nói ngươi muốn chết ta cũng có thể thành toàn ngươi vân thương minh biến sắc vội vàng nói không 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 ta không muốn chết nói xong hắn do dự một chút sau đó nói cái kia tiền bối buông tha ta là có chuyện gì cần ta làm sao nếu có tiền bối mời nói ta cam đoan hoàn thành ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ tô trần nhìn lấy hắn bình tĩnh nói, nói nhảm nữa, ta muốn phải giết ngươi. Vân Thương Minh thân thể không tự chủ được rung động run một cái, hắn ngậm chặt miệng, không dám lại nói một chữ. Tô Trần không tiếp tục để ý hắn, mà chính là quay đầu nhìn về phía xa xa bốn vị long tộc tiên đế cùng tất cả long tộc cùng hỏa phượng tộc cường giả. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới, di động ánh mắt đồng thời, hắn thật sâu mà liếc nhìn Diệp Linh Khê trong ngực Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên giống như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ bất quá thời khắc này Tô Trần, ánh mắt đã không ở trên người hắn. Gặp Tô Trần xem ra bốn vị long tộc tiên đế cùng hỏa phượng tộc cùng long tộc cường giả, trong lòng nhất thời siết chặt, thân sắc vô cùng tâm thần bất định, tim đập loạn không chỉ, chỉ cảm thấy ngạt thở. Bất quá cũng đúng lúc này, chân trời đột nhiên nổi lên một trận tia sáng kỳ dị. Quang mang này như là từng vòng từng vòng gợn sóng, cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán ra đến, đem chọn cái thiên địa đều phản chiếu năm màu rực rỡ. Tại toàn bộ sinh linh ánh mắt nghi hoặc dưới, một thân ảnh thướt tha chậm rãi hiện lên nàng thân mang một bộ trắng loãn như tuyết trường bào trường bào trên theo lên màu vàng thần bí đường vân tóc dài rủ xuống tại sau lưng theo gió nhẹ nhàng phiêu động tản ra một loại mê người lộng lẫy mà mặt mũi của nàng càng là tuyệt mỹ da thịt trắng hơn tuyết mày như sa lông mày mắt như thu thủy trong mắt dường như ẩn chứa tinh thần đại hải thâm thúy mà thần bí toàn bộ sinh linh nhìn lấy nữ tử trong mắt lóe lên một vệt kinh diễm nữ tử này rất tốt xinh đẹp diệp linh khê cùng yến khinh vũ có chút nhíu lên lông mày trong mắt lóe lên một tia không tốt. Tiêu Tĩnh cùng mấy vị nhân tộc tiên đế, thần sắc biến đến ngưng trọng lên. Trung niên nam tử nói, nữ tử này không đơn giản. Lăng Hư ngưng trọng nói, "Ừm, ta từ trên người nàng cảm nhận được tử vong uy hiếp." Những người khác nhịn không được gật một cái, bởi vì bọn hắn cũng theo cái kia trên người nữ tử, cảm nhận được tử vong khí tức. Có thể để bọn hắn cảm nhận được khí tức tử vong, thấp nhất đều là tiên đế đỉnh phong. Tiên đế đỉnh phong? Lăng Hư nghi ngờ nói ta nhớ được chúng ta nhân tộc, giống như không có tiên đế đỉnh phong nữ tử à. Chẳng lẽ nữ tử này là khác vực tới? Thanh Loan gật đầu nói, hẳn là. Trung niên nam tử cao mày, nữ tử này hiện tại xuất hiện, là ra tại cái mục đích gì đâu? Lão giả nhìn về phía tiêu tĩnh, tộc trưởng, ngươi thấy thế nào? Tiêu tĩnh vẫn chưa đáp lại, mà chính là nhìn chằm chằm nữ tử, trong mắt trước nay chưa có ngương trọng, trong lòng càng là nhấc lên sóng biển ngập trời bởi vì chỉ vì hắn đồng dạng theo trên người nữ tử cảm nhận được khí tức tử vong